Vâng, xin chào bác, chào bác đã trở lại với trang cục ngày xưa. Ngày nay em lên ba cây bô lê amo và nút bồ la mi, hai cây của Pháp, một cây của Đức. Trước tiên thì là em sẽ lên cây nút bồ la mi bọc vàng của Pháp xưa trước đã, sau đó em sẽ lên cây amo và cây bô lê mã số 01. Những cái dòng này rất nhanh thôi, phải hơn 20 năm qua em bán giới thiệu cái dòng này quá nhiều rồi. Bô lê đơn gánh, à xin lỗi, đúc bô lê đơn gánh của Pháp xưa thời kỳ 1950, 1960. Khi số lượng đơn gánh ra thì những cái hãng này họ ra luôn vào ngay, họ cạnh tranh trực tiếp về giá cả rất là tốt nhé. Các bác nào nào gần Các bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhà em xem tính của đồ cổ sơ, đồ lính Mỹ Bắc tỉnh xã hết sức yên tâm. Em sẽ gửi phương tiện bưu điện ô tô máy tàu hỏa, phương tiện thì nhanh nhất, hợp đồng gặp lý hợp phí. Thời gian gửi từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. Cây này size 135 nhé, hay gọi là size 52. Còn rất khá mới, khá đẹp này. Ước ngày nào như hoa tầm trinh chiến, tơ duyên đường đâm hồng. Cây này thì có những cái chuyện nhưng mà nó mở hết rồi, nhưng mà cái này nó một trong những phiên bản liên tịch, nó hai bên có hai ốc mà ốc xoáy theo của lục lăng, nó rất là hiếm gặp nhá. Đính trên này cái mắt một thủy tinh nhá, hơi váng dòng một chút, chui gan nguyên zin, giá rất êm ái, để trên các bác của em hơn 2 năm qua bán tại nhà rồi tiền trinh. Thì bên em luôn luôn có cái chính sách giá tốt giá hợp lý, vì khi nhập lưu kính cổ đồ cổ xưa giá tốt giá hợp lý thì em bán giá tốt giá hợp lý cho các bác. Đấy, phải rõ ràng thế luôn ạ. Lúc bố lấy mình đoàn gánh size 135 Pháp xưa thập kỷ 1950-1960. Bác lưu nhé, trước khi phần là giá cả em phải lưu chính địa chỉ và số điện thoại, địa chỉ và số điện thoại nằm đây, ngoài ra không có chi nhánh, bởi vì ngay ở Hà Nội vào số tỉnh trong một năm giả danh trang kiểu hồi xưa rất nhiều, nhưng đối tượng hay bán hàng chuẩn ông hai, tức bán của nước của Nhật và Trung Á, nguy hiểm hơn là trà trộn hàng tàu Trung Quốc vào. Bác hãy xử lý nhé, cái lượng đăng ký kênh của đối tượng rất lớn, 10.000 và 20.000 đăng ký kênh nhưng mà không có địa chỉ, giấu địa chỉ và thỉnh thoảng thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Đấy. Cái kính mã số 01 đúc bù lên gánh sang 35 có giá 6.7 triệu, gọi là 6.700k, giá 6.7 triệu, 6.7 triệu, gọi là 6.700k. Hình thức mua bán nó là chuyển khoản basic, basic code thì vui lòng đặt cọc 100k. Đấy, mà đặt cọc rồi ship code giao hàng thu tiền, hết sức yên tâm, mã số 01 nhá. Bây giờ đi sang đó là mã số 02. Mã số 02 đó là con Amo đòn gánh size 140. Tuy nhiên con này size 3 hecto, tương đương 145, cái này mắt màu xanh rau muống, cái này hàng của Pháp xưa thập kỷ 1950, này là bản trơn, bản đeo. Tất cả dòng kính cổ này em giới thiệu lướt qua, thì hơn 2 năm qua bán tại nhà hàng trên giới thiệu dòng này quá nhiều rồi. Rồi, đi lướt qua này. Cầu giữa nó có chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa này, rất rõ ràng nhé. Tiếp theo là cái càng, càng là không có chuyện, không có chữ, mỗi là cầu giữa thôi thể hiện hết rồi. Thì cái dòng mắt Amo này đây là mắt màu xanh gương bố, sở thích của em thôi. Bác nào mua về thì sau này không thích bỏ mắt đi, thay mắt cận lão biến loạn để được hết một cái kính giải quyết nhiều tính năng. Quan trọng là giá thành hợp tình hợp lý viện. Đây là mã số 02 nhá, có giá là 7 triệu đồng, còn là 7.000k. Đây là Amo cầu to cầu đều, bản to bản đều, Amo đòn gánh của Pháp xưa thập kỷ 1950, giá 7 triệu nhá, hay gọi là 7.000k, mã số 02. Và em hạ mã số 02 sớm này. Bây giờ tiếp theo là mã số 03. Mã số 03 là em có cây đó là bu lê đòn gánh size 140. Bu lê đòn gánh size 140. Khi hãng số lít đoàn gánh ra thì hãng bu lê họ ông ra bắt chước làm theo kiểu phong cách, phong cách như giống hãng số lít đoàn gánh của Pháp xưa. Đây là bu lê size 140 nhá, bọc vàng nhá, ở cầu giữa thì nó có chữ biểu tượng logo và chữ đốc bồ chui ra nguyên zin nhá. Mọi thông tin chi tiết về kính bên em luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Hàng càng trái là số 140.
140. Đấy. Càng phải cũng thế, 140 Bole Brasso. Quá nhìn phép. Ngày xưa anh nói anh mây trôi. Bole Brasso 140 Bole Brasso. Đây là mã số 03. Giá rất êm ái, để trên các bác của em hơn 25 các bác tại nhà hàng Trinh, em luôn luôn đưa giá rốt giá tốt cho các bác, giá tốt giá rẻ giá hợp lý nhé. Cây này có giá là 6.600.000 hay gọi là 6.600k, giá là 6.600.000 hay gọi là 6.600k, phá giá thị trường 6.600.000 nhé. Các bác mua đầu mua nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thương uy tín Hà Nội Sài Gòn, em và một số anh em chơi đồ cổ mua bán đồ cổ là 25 30 năm, ngay cả số điện thoại và địa chỉ đây là hơn 20 năm đã khẳng định giá trị làm tên của thương hiệu rồi, thì bác cực kỳ yên tâm. Em khuyến cáo mua bán về kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ thì nên mục sở thị ở nhà, có làm sao bạn bạn được, tuyệt đối không mua địa chỉ công cộng cộng đồng, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, địa chỉ nơi nhàm nơi. Nó được bán hàng giả hàng nhái thì nó hay chơi chiêu thức như thế. Hàng giả hàng nhái thì như nước trẻ để có đêm 3-4 ngày. Thứ ba là nó sẽ thỉnh thoảng thay đổi chỉ và thỉnh thoảng thay đổi số điện thoại, đặc biệt là chiêu thức chúng là sim số đẹp, sim số tăng quy tư quý và 11 số, thì các bác hết sức lưu ý không sẽ rơi bẫy nhé. Các bác cũng không nên nhìn lượng đăng ký kênh, có thể đối tượng đấy hay sử dụng kênh chiêu thức là câu like câu view rất nhanh thôi, mỗi là 1 năm 2 năm đã 10.000 20.000 người, tuy nhiên đoán thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đấy, thì bác hãy lưu ý kênh của em triển khai 7 năm trên rút và bán tại nhà để chương trình hơn 20 năm mới gần 3.000 đăng ký kênh đấy. Vì mà làm một cách chân tình thật chân thành nhất mà, chứ không có câu like câu view gì cả, không có thêm đơn vị để quảng cáo, tự làm hết. Và rất cảm ơn bác xem video, bác nào chưa kênh em đăng ký kênh màu đỏ phải với video, bác xin chào.